Yo 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 yo, hello anh em, hay hay. Chào mừng em quay trở lại với bản tin cuối tuần. Và lại là mình đang rất nghiêm túc đây. Hello anh em. Với update 4.6 vừa qua thì anh em cảm thấy như thế nào? Với mình thì tuần vừa rồi mình thấy khá là vui anh em ạ. Mặc dù là mình hơi đen, dính cảm cúm và ngạt mũi các kiểu ngay update 4.6. Và điều đó có ảnh hưởng đến việc mình chơi 4.6 và làm video. Nhưng mà vì cái update 4.6 này nó thực sự nhỏ gọn, cho nên là những cái phần nội dung quan trọng thì mình cũng đã đề cập đến hết rồi. Trong tuần vừa qua thì mình gặp một cái tình huống đặc biệt, đó là YouTube bị lỗi, nó liên tục tắt những cái bình luận của mình về những cái video của Genshin. Video mới, video cũ đều bị tắt bình luận liên tiếp, cứ khoảng vài phút nó tắt một lần khiến cho anh em không thể bình luận được. Cái này không phải là do nội dung trên kênh của mình gặp vấn đề mà do YouTube bị lỗi. Đến thời điểm hiện tại thì trong ngày hôm nay mình chưa gặp cái tình huống là bị tắt bình luận. Với video này thì mình không rõ, cho nên nếu như anh em bị tắt bình luận thì có thể là nó vẫn còn đang bị tình trạng lỗi nhá. Sau khi update 4.6 thì mình thấy rằng nhiều anh em báo là đã hoàn thành 100% rất là nhanh, trong thời gian rất là ngắn, chứng tỏ rằng phiên bản 4.6 này nó rất là ngắn gọn. Khi chơi thì chính mình cũng thấy là cái gì nó cũng gọn hơn, từ cái phần giải đố tới nhiệm vụ, tới cả nhiệm vụ quan trọng như là thánh ca hòa hợp cũng làm rất là nhanh. Điểm cộng của cái việc làm nhanh nhiệm vụ này đó là người chơi có thể trải nghiệm nhanh, ít tốn thời gian và không bị game chơi, không bị trầm cảm. Nhưng mà nhược điểm của cái việc quét ngắn thì đó là giống như cái quét này khi mình làm thì khi đến đoạn kết ấy, mình còn chưa kịp quen tên quen mặt các NPC thì họ đưa ra một cái kết cảm động khiến cho mình chẳng có cảm giác gì mấy. Nói chung là làm từ đầu đến cuối thì mình thấy chỉ thích mỗi con mèo thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là không phải mình đang phàn nàn về chuyện này, mà mình thấy cái thay đổi này, việc làm nhiệm vụ nhanh ấy, nó khiến cho mình cảm thấy game hay hơn anh em ạ. Nó giải trí hơn. Và đến đoạn kết, đoạn cuối của nhiệm vụ ấy thì nó vẫn có một cái cắt cảnh đỉnh đủ để bù lại cái phần nhiệm vụ ngắn. Mà theo mình thì cái nhiệm vụ ngắn hay dài thì thực sự là bản thân nó không quan trọng bằng cách kể đâu. Nhiều khi mình thấy nhiệm vụ ngắn mà họ kể rất là hay, có những nhiệm vụ ngắn mà đến bây giờ mình thấy rằng là nó vẫn rất ấn tượng. Cho nên mình nghĩ rằng là không nhất thiết cái gì cũng phải là dài dòng lê thê mới là hay. 4.6 theo mình thì cái phần nhiệm vụ thế giới như thế là ổn. Còn về nhiệm vụ truyền thuyết của nhân vật 5 sao thì thường mình không làm sớm. Hiện tại mình vẫn chưa làm. Thành ra là những cái phần tranh cãi của mọi người thì mình không dính vào. Và mình nghĩ rằng là chắc còn lâu mình mới làm cái phần nhiệm vụ này. Vậy thì còn phiên bản 4.6 này với anh em thì anh em nghĩ rằng là nó như thế nào? Anh em cảm thấy nó hay hơn hay tệ hơn ở chỗ nào? Nếu có những cái thông tin muốn chia sẻ thì anh em hãy để lại bình luận nhé. Một cái thông tin mà mình thấy là rất quan trọng nữa và đã nhắc qua rồi, đó là cái việc giảm dung lượng phiên bản 4.6 này. Nhiều anh em có hỏi mình là làm thế nào để giảm dung lượng thì đơn giản là chỉ cần update 4.6 thôi thì có thể là cái máy của anh em dung lượng sẽ giảm xuống. Mình nghĩ là từ cái yếu tố kỹ thuật cho đến cái việc là định hướng update nhỏ gọn, nó sẽ đóng góp quan trọng vào cái phần làm dung lượng game nó không quá phình to. Về code của phiên bản 4.6 thì mình cũng đã đăng trong một cái video rồi nha anh em. Nếu như anh em chưa nhập thì hãy lấy cái code trong cái phần mô tả của video này nhé. Về Alekino thì thống kê trong tuần qua đã cho thấy sức nóng khủng khiếp của nhân vật này. Video review về Alekino của mình hiện tại đạt 130.000 view. Những cái video như kiểu là roll rồi những cái video combo thì nó cũng có số view rất là cao. Cảm ơn anh em đã chọn video của mình để giải trí và tham khảo thông tin nhé. Tương ứng với số view đó thì mình nghĩ rằng là cái việc anh em roll nhân vật này nó cũng sẽ rất là nhiều. Theo thống kê từ Paimon.moe thì cho thấy rằng là hơn 70.000 lượt roll cho nhân vật Alekino này và chỉ có hơn 2.000 cho nhân vật chạy song song là Nine thôi. Cái mức chênh lệch này theo mình thấy là hình như là chưa từng có đâu. Cơ bản là do Nine là một nhân vật bị đen khi đi chung với cả Alekino, bởi vì cả hai nhân vật đều là DPS hỏa. Nếu như nhà ảo thuật gia của chúng ta đi chung banner với một nhân vật khác thì mình nghĩ rằng là cái tình hình nó sẽ khá hơn. Hôm thứ sáu mình có vào trang paimon.moe để check thì mình thấy rằng là ngày đầu tiên của banner Alekino được thống kê đâu đấy là 4,1 triệu lượt roll. Nhưng mà hôm nay khi vào lại thì mình thấy rằng nó lại giảm xuống còn 3,9 triệu. Mình chưa rõ tại sao nó lại có cái sự thay đổi về số liệu này. Nhưng mà mình báo thế này để anh em biết là khi anh em vào thì có thể là số liệu nó sẽ không giống của mình. Số liệu này cao như thế nào thì mình nghĩ là có thể so sánh một chút với banner của Thủy Thần. Với ngày đầu tiên trong banner Thủy Thần, lượt roll là 4,7 triệu. Những ngày sau thì banner của Fuina giảm chậm hơn. Như vậy thì mình cho rằng là banner của Alekino ấy, nó sẽ không vượt qua doanh thu của banner Fuina. Về banner vũ khí thì lượng roll không nhiều lắm, theo mình thấy, so sánh với banner nhân vật. Có thể là do cái tin tức từ những video review cho thấy là nhân vật này có thể xài nhiều loại thương khác nhau ngoài trấn. Ok anh em, điểm qua một chút về dòng thời gian và sự kiện đang diễn ra nhé. Chúng ta đã có cái sự kiện nghiên cứu ứng dụng pha lê, nó đã quay trở lại. Trong phần chiến đấu này thì sẽ có thể dịch chuyển được đến vị trí ở trên Liyue luôn. Về cái sự kiện này thì mình thấy nó yêu cầu là hạng mạo hiểm lớn 28 và yêu cầu anh em là cái nhiệm vụ tiễn tiên phải làm trước. Khi vào trong thì sẽ thấy rằng là có đến hệ số điểm X10. Mình thấy khác lần trước hình như là X4 thôi hay sao ấy. Lâu rồi mình cũng không nhớ. Về quái thì đủ các loại nguyên tố luôn và màn này thì nó búp cho khuếch tán. Vào xếp đội thì đây là do mình đang chơi nhân vật của mình. Nếu như là anh em muốn chơi cái nhân vật mà kiểu miễn phí ấy, thì chọn X1. Mình thấy đánh đâu đấy được khoảng 2.700 hay gần 3.000. Mà đầu tiên thì mình sẽ dùng như kiểu là như thế này. Sau đó thì vào điều chỉnh cộng hưởng và chọn búp cho cái sát thương nguyên tố phong. Sau đó bấm tiếp tục thiết lập.
Và ở màn số 2 thì chúng ta sẽ thiết lập cho cái đội này, đó là Xiao và Hezo. Vì Xiao đánh mất máu cho nên là mình sẽ cho thêm một nhân vật miễn phí như là Ba Ba Bủ vào. Điều chỉnh cộng hưởng thì ở đây sẽ là như thế này, giống như bên trên thôi. Và nó sẽ úp rất là mạnh cho Xiao dậm nhảy. Vì mình rất là ít chơi Xiao dậm nhảy cho nên là màn này mình chỉ đánh khoảng một lần hai lần thôi là mình đã không thử lại nữa. Nhưng mà về cơ bản thì mình nghĩ là để mà nhận cái phần thưởng ấy thì nó hoàn toàn không có khó khăn gì cả. Về cái sự kiện lớn nhất của phiên bản 4.6 này thì như mình đã đăng trong cái video trước đó, đó là phải sang đến tháng sau, tuần sau thì anh em mới có thể tham gia được. Nó bắt đầu từ ngày 6 tháng 5 này. Nhân nói đến chuyện sang tháng thì tháng sau, tháng 5 trong shop Paimon sẽ bán Bennett và dàn vũ khí Hắc Nham. Với Bennett thì hiện tại đang rất là nóng với nhân vật Alekhino thì mình nghĩ rằng trong trường hợp anh em mới chơi chưa có thì có thể bỏ tinh huy ra để mua. Nó sẽ chắc chắn hơn là roll trong banner. Nhưng mà đó chỉ là cái tư vấn của mình thôi. Còn nếu anh em muốn dành để roll thì cứ roll thôi. Chào mừng anh em đến phần về tin đồn. Thông tin tin đồn trong tuần qua là siêu khủng khiếp. Tin đồn 4.7 có La Hoàn mới đang ngày càng được xác thực. Thông tin từ giang hồ cho thấy là La Hoàn mới này có vẻ rất là giống với sự kiện 420 viên thạch trước đó mà mình đã làm video. Nó có tên là sự kiện khát khao khải hoàn, đã có mặt ở phiên bản 4.4. Có những cái điểm rất là giống nhau giữa sự kiện này và cái La Hoàn mới. Trong sự kiện kia thì anh em chỉ dùng cái mà dùng thử thôi, thì La Hoàn mới này nó cũng sẽ giới hạn cái lượng nguyên tố mà anh em được mang vào. Ví dụ như là nó chỉ cho anh em mang vào các cái nguyên tố ngoài thủy chẳng hạn. Thì nếu như anh em có chơi anh Long thì anh em cũng chim cút luôn. Ngoài ra thì nó còn có cái điểm giống nhau nữa, đó là các cái nhân vật tham gia chiến đấu sẽ có một thứ gọi là điểm biểu diễn. Thì không biết anh em có nhớ không, trong sự kiện khát khao khải hoàn ấy, các nhân vật nó có một thứ được gọi là năng lượng. Mỗi khi tham gia chiến đấu thì sẽ tiêu hao thứ này. Mỗi nhân vật có hai cục năng lượng á. Trong video giới hướng dẫn thì mình cũng đã chỉ về cái việc là lợi dụng cái năng lượng này để bố trí đội hình. Thì với cái kỳ La Hoàn mới này nó cũng sẽ hoạt động y hệt như vậy. Và còn một điểm nữa làm cho mình cũng khá là bất ngờ, đó là trong cái video về sự kiện đó thì mình có giật thít rằng là liệu cơ chế mới này có trở thành content tương lai không. Mình đã đăng nó vào cái phiên bản 4.4 thì đến 4.7 này nó đã trở thành cái content endgame luôn. Thật không thể tin nổi. Không thể tin nổi. Không thể tin nổi. Vâng, cái tiếp theo đi anh. Vâng, đấy mới là tôi. Vâng, mời anh. Mùa đầu tiên của kỳ La Hoàn mới thì giang hồ đang đồn là nó sẽ cho các nhân vật lôi, hỏa và phong được chơi, còn lại thì cút hết. Điểm đặc biệt của La Hoàn này là nó sẽ cho anh em mượn một nhân vật của bạn bè để chiến đấu. Mỗi người chơi có thể cho mượn khoảng 7 nhân vật và mỗi nhân vật thì tối đa được mượn 15 lần. Chính vì cái cơ chế mượn bạn bè này cho nên đang có tin đồn là cái số lượng bạn bè trong game sẽ được tăng lên khoảng 100 người trên một tài khoản. Nghe đến đây thì nhiều anh em sẽ nói rằng là mượn C6 rồi làm các kiểu, mình nghĩ rằng đó cũng là một cách hay. Tuy nhiên thì giống như trong sự kiện kia thì nếu như sử dụng điểm năng lượng hết thì có khi là không dùng được nữa. Lần đầu tiên hoàn thành La Hoàn này thì theo giang hồ là sẽ nhận được 1.100 nguyên thạch. Sau đó thì mỗi kỳ đạt 8 sao thì sẽ đạt được 620 nguyên thạch. Ngoài ra thì cái La Hoàn mới này sẽ có một cái phần thưởng đặc biệt, đó là tạo dáng chụp ảnh cho nhân vật. Cái này mình không thấy quan trọng lắm đâu. Về việc giới hạn cái số lượng nhân vật thì mình thấy rằng là sẽ có những cái nhân vật để dùng thử. Về cơ chế dùng thử và những cái cơ chế liên quan đến nhân vật mà của anh em có thì mình nghĩ rằng là nên đợi thêm những thông tin chính thức. Điều quan trọng mà mình nghĩ anh em quan tâm đó là La Hoàn này có khó không, thì theo mình là mình đoán là nó sẽ không quá khó đâu. Bởi vì trong này là có những cái nhân vật dùng thử thì họ sẽ phải bố trí làm sao để các nhân vật dùng thử đó cũng có thể vượt qua được nội dung này. Anh em yên tâm, tới lúc đó nếu như cái kỳ La Hoàn này thực sự xuất hiện thì chắc chắn mình sẽ nghiên cứu nó và làm các video để gửi đến anh em rồi. Hy vọng là anh em sẽ đón xem nhé. Lần trước với cái sự kiện khát khao khải hoàn ấy thì mình thấy rằng ý kiến người chơi chia làm hai nửa rất rõ rệt. Nhiều người thích cái sự kiện đó và muốn chơi đi chơi lại, nhưng mà nhiều người lại than trời lên bởi vì nó quá là không phù hợp với người chơi. Nhiều người than rằng là có nhân vật mà chẳng bao giờ đụng tới thì nó xuất hiện ở đây. Thì mình nghĩ rằng với cơ chế mới này có thể là người chơi sẽ phải thay đổi một chút để phù hợp với nó. Thông tin quan trọng về cái nguyên thạch liên quan tới La Hoàn, đó là La Hoàn cũ thì sẽ được nâng cái lượng nguyên thạch lên đến 800, La Hoàn mới thì thưởng là 620. Như vậy thì có thể là sẽ được nhiều cái phần nguyên thạch hơn một chút, còn nhiều hơn bao nhiêu thì chúng ta sẽ cần phải chờ đợi thông tin chính thức về thời gian reset và cái việc La Hoàn này xuất hiện song song hay là nối tiếp. Về Chlorine và Sigurdwin thì giang hồ đã tuồn ra đầy đủ thông tin quan trọng. Chlorine là một nhân vật DPS hệ lôi có chiêu nộ siêu ngầu, nó rất là đột phá nếu so với các nhân vật khác đang có. Chlorine cũng sẽ là một nhân vật chơi xoay quanh khế ước sinh mệnh như Lekino, nhưng mà nhân vật có thể tự hồi máu bằng chiêu E. Lối chơi của nhân vật mang cái tính tốc độ rất là cao, chiêu thức mãn nhãn và hứa hẹn sẽ là một cái quả bom trong banner sau. Về cái nội tạng của nhân vật mà nhiều người so sánh với Levilette ấy thì nó khác. Levilette sẽ yêu cầu anh em là có 3 phản ứng liên quan đến thủy và nó khác nhau. Còn Chlorine yêu cầu anh em sẽ có 3 phản ứng liên quan đến lôi nhưng mà trùng lặp cũng được. Như vậy thì có thể là đội hình của Chlorine cũng sẽ được bố trí một cách linh hoạt hơn. Về Sigurdwin, đây là một nhân vật có khả năng hồi phục rất là mạnh và có khả năng gây sát thương sắp DPS. Nhưng khả năng gây sát thương này cao hay thấp hiện tại mình chưa rõ.
Không giống với tin đồn trước đó là Sigurdwin sẽ cấp khí ức sinh mệnh cho đồng đội, thì ở trong beta này cho thấy rằng Sigurdwin không thể cung cấp khí ức sinh mệnh cho nhân vật khác, chỉ có thể cung cấp cho bản thân. Thì chưa rõ là về sau bộ kích của nhân vật nó sẽ thay đổi nhiều tới mức độ nào, cho nên là bây giờ mình chỉ có thể tóm tắt lại với anh em như vậy thôi. Về nhân vật Sethos, đây là nhân vật 4 sao hệ lôi, có bộ kích thiên về DPS. Nhiều người đang so sánh Sethos giống với một Yomiya của hệ lôi. Trong bộ kích của mình thì Sethos cũng có thể bắn liên tục mũi tên hệ lôi ra, giống như Yomiya của anh em bật E lên nó bắn ra hỏa vậy. Thì hiện tại là mình chỉ có để ý nhất đến Chlorine thôi. Còn lại thì những cái nhân vật như là Sigurdwin và Sethos thì mình chỉ ngó qua. Vậy thì còn anh em, nếu anh em là người chơi quan tâm sát sao đến các cái thông tin từ beta, thì anh em có thể để lại bình luận chia sẻ về ba nhân vật này cho mọi người cùng tham khảo không? Có một cái thông tin thú vị mà mình thấy Giang Hồ đề cập và mình quan tâm đến cái này hơn những cái điều khác, đó là theo Giang Hồ thì nhà phát hành Genshin Impact đang chế cháo ra một cái loại content endgame nữa. Nó tương tự với thẻ bài nhưng mà lần này sẽ là dạng auto chat. Nhiều người tỏ ra hứng thú với thể loại này hơn hẳn là cái đánh bài thất thánh triệu hồi. Giang Hồ cho rằng nhà phát hành đang chuẩn bị cho nội dung này và sẽ ra mắt trong thời gian tới. Hiện nó đã được đăng ký thương hiệu kinh doanh. Và có một điều thú vị nữa là có vẻ như cái nội dung endgame mới này, cái tên của nó ấy, đã được thiết kế bởi Ninh Quang và đã được cố ý nhắc trong một cái nhiệm vụ đồng hành. Chính là cái đoạn đối thoại này ở trong cái đồng hành của Ninh Quang. Cố ý hỏi là trước đây bạn đã có từng chơi hay nghe qua loại cờ mà tôi chế tạo ra không? Hình như tên là Ngàn Năm Ly Duê. Với những gì mà họ làm với TCG thì mình cho rằng là không nên quá kỳ vọng vào nội dung mới này. Và không rõ có phải là một cái bước chuẩn bị cho cái nội dung auto chat đó không, nhưng cái sự kiện lớn nhất ở phiên bản 4.7 thì cũng là về cờ cơ quan cùng với rất nhiều thay đổi đi kèm. Theo mình thì cái cờ cơ quan nó cũng là một cái dạng của auto chat. Với cái việc nhà phát hành họ thường để những cái sự kiện nó xuất hiện trước để thăm dò nội dung tương lai, nhưng ngay bên trên em có thể thấy là cái sự kiện Khát Khao Khải Hoàn ấy, thì mình cho rằng là cái việc liên kết cái sự kiện lớn 4.7 với nội dung auto chat đó thì có thể là cũng không phải là cái điều gì đó quá hoang đường. Một thông tin khá thú vị mà mình nghĩ rằng chia sẻ một chút chắc không ảnh hưởng gì. Trước đó 3 tháng trước trên kênh của mình đã làm một cái video meme, đó là Pilot bị đuổi khỏi quán phở. Mình chế theo cái tin tức đó là một TikToker đi xe lăn thần tốc và tố rằng là bị quán phở đuổi khỏi quán ăn bởi vì ngồi xe lăn ở trong quán. Nội dung chủ yếu của video là để lên án việc làm content bẩn thôi. Cái video meme đó mình làm dẫn chơi thôi nhưng được anh em ủng hộ rất là nhiều, đến 47.000 view và gần 3.000 like. Mới đây nhất, hàng loạt trang tin đã đăng bài về vụ việc này một lần nữa, báo rằng là TikToker xe lăn thần tốc đã tái xuất, xin lỗi chủ quán phở và nộp phạt 5 triệu đồng. Như vậy thì vụ việc đến đây là kết thúc và chúng ta đã biết rằng là có vẻ như những gì mà anh ta tố trước đó đều không phải là sự thật và bây giờ thì đã phải chịu hậu quả với việc phải xin lỗi và phải nộp phạt 5 củ. Bài học ở đây đó là dù ngồi xe lăn và có tốc độ cao nhưng mà cũng không phải là muốn nói gì thì nói. Ok anh em, bởi vì bản tin mình thấy rằng nó cũng đã đủ dài rồi. Mình thấy rằng làm dài quá thì xem nó rất là mệt mỏi, cho nên là mình sẽ quyết định dừng bản tin ở đây nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi cái bản tin cuối tuần của mình. Hãy để lại comment của anh em về những cái vấn đề mà anh em quan tâm nha, từ La Hoàn mới cho tới những nội dung hấp dẫn của 4.7 và hơn thế nữa. Chúc anh em cuối tuần và nghỉ lễ vui vẻ nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.